Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Rồi chúng ta chia sẻ cho những người mà Chúa hướng dẫn chúng ta phải chia sẻ. Cảm ơn Chúa vì những cuộc đời được tiếp xúc với quyền năng của Chúa, với chân lý của Ngài, đã tìm được hy vọng trong ơn của Chúa. Cảm ơn Chúa vì loạt bài Chúa Ngài đang cho chúng ta cùng nhau học. Phước hạnh mà chúng ta có được Chúa Jesus Christ là chúng ta có hy vọng. Có Chúa Giêsu trong đời sống của chúng ta, không có lý do nào khiến cho chúng ta phải sống một cách tuyệt vọng. Bởi vì Chúa, Ngài là niềm hy vọng lớn lao của chúng ta. Chúng ta đã học với nhau hy vọng của Chúa dành cho những tội nhân, dành cho những người bỏ chạy, từ con quan đàn. Chúng ta cảm ơn Chúa vì niềm hy vọng của Chúa ban cho chúng ta phước hạnh ở trong đời sống của chúng ta. Đó là Chúa Ngài luôn luôn chăm sóc chúng ta. Chúng ta ở trong Chúa thì không thể nghèo được. Chúa Ngài ban ơn trên chúng ta. Vì Chúa Ngài muốn cho chúng ta hiểu rằng chúng ta quý trọng hơn những loài chim, quý trọng hơn hoa quệ ngoài đồng. Xin Chúa Ngài ban ơn để chúng ta nhận biết điều đó, để chúng ta có thể sống và trân quý đời sống của chúng ta, cũng như chia sẻ cho những người lân cận của chúng ta. Cảm ơn Chúa. Những lời làm chứng về các anh chị em trong các nhóm hội thánh đơn giản đã học và chia sẻ với nhau. Có thể chúng ta không có cái sự liên lạc với đứa con quan đàn vì chúng ta đã về nhà rồi. Nhưng mà một số đông đã làm chứng thế nào mình được nhắc nhở. Mình có thể là đứa con còn ở nhà nhưng mà lạc mất. Mất hướng đi, mất mục đích, mất niềm vui của làm con ở trong nhà của cha. Thì chúng ta tập trung vào những điều mà chúng ta nghĩ rằng mình không có, trong khi Chúa nói rằng tất cả của cha là của chúng ta. Và đã ăn năn để nhận biết và chuẩn bị tinh thần để mình có thể trở nên những người anh cả, sẵn sàng đón nhận những đứa em là những tội nhân, những người quay trở về. Cảm ơn Chúa. Tôi tin rằng bởi sự dạy dỗ của Chúa và tấm lòng áp dụng lời của Chúa cho đời sống của chúng ta, có những anh em đến nói với tôi rằng cảm ơn Chúa vì đã có sự thay đổi. Em đi nhà thờ mấy chục năm rồi nhưng mà em không có cái chỗ áp dụng lời của Chúa. Bây giờ em thấy được phải áp dụng lời Chúa cho đời sống của mình. Cảm ơn Chúa. Anh chị em xin Chúa Ngài ban phước để chúng ta nhập cuộc, để chúng ta bước vào làn sóng mà Chúa Ngài đang làm việc. Để rồi chính chúng ta cũng sẽ kinh nghiệm được điều mà đại hội năm nay chúng ta ao ước, là khi Chúa Ngài chiếu sáng ánh sáng của Ngài trên chúng ta vùng dậy. Cảm ơn Chúa. Thêm một sứ điệp nữa để trang bị và giúp đỡ cho chúng ta. Đó là hy vọng cho những người đau khổ. Đây là một đề tài khó để chúng ta học. Với ơn của Chúa và sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh, xin Chúa Ngài giúp đỡ để chúng ta có thể học được. Bên cho em, đối tượng của sứ điệp này, chúng ta có tìm thấy bất cứ nơi nào ở ngoài kia. Bởi vì dù một người có thể có địa vị cao, họ cũng có những đau khổ trong đời sống. Những người cùng thấp cũng có những đau khổ trong đời sống. Những người có tiền cũng đau khổ, những người không có tiền cũng đau khổ. Điều mà chúng ta có và lời của Chúa muốn chúng ta thấy, đó là chúng ta có được, có Chúa trong đời sống của chúng ta. Trong khi những người lân cận của chúng ta đối diện với những điều này mà không có Chúa. Cảm ơn Chúa. Trong chức vụ Hội Chúa 39 năm qua, chúng tôi làm nhiều tang lễ. Chúng tôi cũng có những lần đi dự tang lễ của thuộc về các tôn giáo khác. Một sự khác biệt lớn lao. Từ những tiếng khóc thê lương, nhang đèn tụng kinh ế a, đến khi quan tài hạ xuống, người ta muốn nhảy theo và nói những lời vĩnh biệt, thì đám tang của người tin lành chúng ta thấy sạch sẽ, văn minh, vui vẻ. Đám tang mà chúng ta cũng có thể hát được, vì Đức Chúa Giêsu đã làm nên sự thay đổi lớn lao trong đời sống của chúng ta. Người ở trong Chúa, chúng ta biết sau khi lìa cuộc đời này chúng ta đi về đâu. Và lời hứa của Chúa rằng chúng ta sẽ gặp lại người thân của chúng ta, cho nên chúng ta không vĩnh biệt, chúng ta chỉ tạm biệt họ. Tràn trề hy vọng, phải không chứ? Không phải tuyệt vọng, không phải là vĩnh biệt ngàn thu, mà chỉ tạm biệt, hẹn Ngài gặp lại. Tạm biệt, chờ Ngài sống lại. Bởi vì chúng ta có hy vọng ở trong Chúa. Sự chết là kẻ thù lớn nhất. Mặc dù nhiều người trong chúng ta sống mà chúng ta tìm cách để chúng ta phủ nhận nó. Nền văn hóa ở tại Mỹ, tại đây chúng ta cũng thấy cái điều đó. Khi làm đám tang cho anh của cô Loan,
Anh Đắc Linh, chị chúng tôi có đứng bên cạnh chị. Chị nói rằng Văn Minh quá một sự ơi. Họ làm rất là gọn gàng, kỹ thuật. Cảm ơn Chúa. Nhưng có nhiều người quan ngại là bởi vì văn minh quá, tiện nghi quá, cho nên con người của chúng ta mất đi một cái phước hạnh. Đó là chúng ta chứng kiến sự chết, để rồi chúng ta thấy giá trị của sự sống và niềm hy vọng của sự sống lại. Ngày hôm nay tại xứ này chúng ta thấy, chúng ta không nhìn thấy xác chết ở trên đường phố như một số nơi khác ở trên thế giới. Người chết đi thẳng từ nhà xác đến nhà tang lễ, nhà quan. Cho nên có cái điều đang diễn ra trong xã hội ngày hôm nay là người ta lấy đi mạng sống của một người mà không thấy cái giá trị và sự đau đớn của những người mất người thân của họ. Ít người chứng kiến cảnh một người thật sự chết. Có những lúc chúng tôi đứng ở trong phòng hồi sinh cấp cứu ICU chứng kiến một người có niềm tin ở trong Chúa qua đời. Và chúng tôi cũng có những lúc đứng ở trong chỗ mà nhìn thấy một người không có Chúa qua đời. Những giây phút rất đặc biệt đó, chúng ta thấy một đàn tràn trề hy vọng, một đàn thì tuyệt vọng. Luôn cả người chết ráng cố gắng bám víu để giữ được sự sống của mình, giành giật sự sống của mình trong những giây phút đó. Còn những người có niềm tin trong Chúa chào tạm biệt gia đình, nói rằng ba đi gặp Chúa, mẹ đi được ở với Chúa. Sự khác biệt rất là lớn lao. Xin Chúa ngài ban phước để chúng ta trong ngày hôm nay chúng ta học câu chuyện về việc Chúa ngài gọi Lazarus sống lại, sẽ đem lại cho chúng ta ít nhất là ba điều mà tôi cầu nguyện Chúa ngài sẽ giúp đỡ cho anh chị em thấy được: đau khổ trong hy vọng, đau khổ trong tuyệt vọng, hay là không có hy vọng. Và tại sao Chúa Giêsu khóc? Để chúng ta thấy được tấm lòng của Đức Chúa Trời, để chúng ta có thể hiểu được những điều mà Chúa ngài muốn chúng ta hiểu được ở trong đời sống của chúng ta. Cảm ơn Chúa. Xin ta cùng xem lời của Chúa trong Giăng chương 11 từ câu 1 cho đến câu số 44. Xin lỗi. Các em trong ban âm thanh có thể bớt cái microphone mục sư phía trên này, nó hơi lớn và nó hú. Có một người bệnh tên là Lazarus, quê ở Bethany, làng của Mary và chị của Martha. Mary là người đã sức dầu thơm cho Chúa và dùng tóc của mình lau chân của Ngài. Chính anh của cô là Lazarus đang bị bệnh. Vậy hai chị em sai người đến thưa với Đức Chúa Giêsu rằng: Thưa Chúa, người Chúa yêu thương đang bệnh. Nhưng khi Đức Chúa Giêsu nghe điều này thì nói rằng: Bệnh này không đến nỗi chết đâu, nhưng ấy là vì vinh quang của Đức Chúa Trời, để con Đức Chúa Trời nhờ đó được tôn vinh. Đức Chúa Giêsu yêu thương Martha, em gái cô ấy, và Lazarus. Tuy nhiên, khi nghe Lazarus bệnh thì Ngài ở nán lại 2 ngày nữa tại nơi Ngài đang ở. Sau đó, Ngài bảo các môn đồ: Chúng ta hãy trở về miền Giu-đê. Các môn đồ thưa rằng: Thưa Thầy, người Do Thái đang tìm ném đá Thầy, mà tại sao bây giờ Thầy còn trở lại nơi ấy? Đức Chúa Giêsu đáp: Không phải mỗi ngày có 12 giờ sao? Nếu ai đi trong ban ngày thì không vấp, vì thấy ánh sáng của thế giới này. Nhưng nếu ai đi trong ban đêm thì bị vấp, vì không có ánh sáng. Sau khi nói điều này, Đức Chúa Giêsu lại bảo: Lazarus bạn của chúng ta đang ngủ, nhưng ta đi đánh thức anh ấy dậy. Các môn đồ thưa Chúa, nếu anh ấy ngủ chắc sẽ khỏi bệnh. Chúa Giêsu nói về sự chết của Lazarus, nhưng các môn đồ lại tưởng ngài nói về giấc ngủ bình thường. Vì thế, Đức Chúa Giêsu nói rõ ràng với họ: Lazarus đã chết rồi. Nhưng vì các con ta mừng, bởi không có ta tại đó để các con tin. Bây giờ chúng ta hãy đi đến với anh ấy. Do đó, Thomas gọi là Didim nói với các môn đồ khác rằng: Chúng ta hãy đi đến đó cùng chết với ngài. Khi đến nơi, Đức Chúa Giêsu thấy Lazarus đã được chôn trong mộ 4 ngày rồi. Làng Bethany cách thành Jerusalem khoảng 3 km, nên có nhiều người Do Thái đến an ủi Martha và Mary về anh của họ. Khi Martha nghe Đức Chúa Giêsu đến thì đi đón ngài, còn Mary vẫn ngồi ở nhà. Martha thưa với Đức Chúa Giêsu: Thưa Chúa, nếu Chúa có ở đây thì anh con không chết. Nhưng con biết ngay cả bây giờ bất cứ điều gì Thầy xin Đức Chúa Trời thì Đức Chúa Trời sẽ ban cho Thầy. Đức Chúa Giêsu nói: Anh con sẽ sống lại. Martha thưa: Con biết rằng anh con sẽ sống lại trong kỳ phục sinh, vào ngày cuối cùng. Đức Chúa Giêsu nói với Martha: Ta là sự sống lại và sự sống. Người nào tin ta thì sẽ sống mặc dù đã chết rồi.
Còn ai sống mà tin ta thì sẽ không bao giờ chết. Con tin điều đó không? Mà thầy đáp: vâng thưa Chúa, con tin rằng Chúa là đấng Christ, con của Đức Chúa Trời, đấng phải đến thế gian. Nói xong mà thầy đi về, gọi riêng em gái là Marie và nói: thầy đã ở đây rồi, và cho gọi em đó. Khi nghe điều này, Marie vội vàng đứng dậy đến gặp ngài. Lúc ấy Đức Chúa Giêsu chưa vào làng mà vẫn còn đứng tại nơi Ma-thê đã đón ngài. Khi những người Do Thái đang ở trong nhà với Marie để an ủi cô, thấy cô vội vàng đứng dậy đi ra thì đi theo, vì nghĩ rằng cô đi đến mộ để khóc. Khi đến chỗ Đức Chúa Giêsu vừa thấy ngài thì Marie phủ phục dưới chân ngài và nói: thưa Chúa, nếu có Chúa ở đây thì anh con không chết. Đức Chúa Giêsu thấy Marie khóc và những người Do Thái đi với cô cũng khóc thì trong lòng bồi hồi xúc động và hỏi: các con đã trông anh ấy ở đâu? Họ đáp: thưa Chúa, xin hãy đến xem. Đức Chúa Giêsu khóc. Vì vậy, những người Do Thái nói: xem kìa, ông ấy yêu thương Lazarus biết chừng nào. Nhưng vài người trong số họ nói: ông ấy đã mở mắt người mù, lại không thể làm cho người này khỏi chết sao? Đức Chúa Giêsu lại xúc động hơn nữa, liền đi đến mộ phần. Đó là một cái hang có một tảng đá chặn lại. Đức Chúa Giêsu bảo: hãy dời tảng đá đi. Ma-thê, em gái của người quá cố, thưa rằng: thưa Chúa, đã có mùi vì anh ấy ở đây đã 4 ngày rồi. Đức Chúa Giêsu lại bảo: ta đã chẳng nói với con rằng nếu con tin thì sẽ thấy vinh quang của Đức Chúa Trời sao? Vậy họ dời tảng đá đi. Đức Chúa Giêsu ngước mắt lên và nói: thưa Cha, con tạ ơn Cha vì đã nhậm lời con. Con biết Cha luôn nhậm lời con, nhưng con nói điều này vì những người đang đứng quanh đây, để họ tin rằng Cha đã sai con đến. Nói xong, ngài kêu lớn: hỡi Lazarus, hãy ra. Người chết đi ra, chân tay buộc giải liệm, mặt phủ một tấm khăn. Đức Chúa Giêsu bảo họ: hãy mở cho anh ấy đi, để anh ấy đi. Cảm ơn Chúa vì phần kinh thánh này ghi lại cho chúng ta những lẽ thật mà chúng ta cần phải, thứ nhất, anh chị em đổi cái nón của, hay là lăng kính của cõi đời đời, để chúng ta có thể thấy được từ lăng kính của cõi đời đời, của sự sống đời đời. Và một trong mắt kia của lăng kính, hay là đổi cái nón của người nghiên cứu của sự sống của chúng ta trong trần gian này, để chúng ta có được sự quân bình, để chúng ta có thể thấy được chân lý mà Chúa ngài muốn chúng ta học hiểu và áp dụng trong đời sống của chúng ta. Vì chỉ khi đương đầu với thực tế của cái chết, chúng ta mới đánh giá cao hy vọng của sự sống lại. Vì không có gì giống như cái chết có thể khiến cho chúng ta khao khát sự sống lại. Vì tại đó, chúng ta thấy rằng tất cả những lĩnh vực khác của con người chúng ta nghĩ rằng mình có thể làm lại. Mất cái đó mình có thể làm lại. Mất cái việc này mình có thể phục hồi lại. Nhưng mà cái sự chết thì chúng ta biết rằng con người chúng ta đi đến cái chỗ xa nhất mình có thể đi là chúng ta nhìn thấy người chết và chúng ta cảm thấy như là mình phải bó tay trước sự chết này. Do đó chúng ta chỉ có thể nương cậy vào lòng thương xót và sự nhân từ đời đời của Đức Chúa Trời. Vì chúng ta không thể làm gì khác hơn được, không làm lại được. Phật giáo thì nói rằng hết cái kiếp này mình có thể kiếp sau mình tu tiếp, mình sửa tiếp. Nhưng mà lời của Chúa thì xác nhận với chúng ta không có kiếp sau, mà chỉ có theo như đã định loài người sống một lần, chết rồi chịu phán xét. Không có cơ hội thứ hai. Như vậy trong đời sống của chúng ta, anh chị em, chúng ta cần phải nhờ cậy vào trong sự thương xót của Đức Chúa Trời. Đoạn Kinh Thánh chương 11 này bắt đầu với sự việc đó là Lazarus bị bệnh. Hai em của ông là Marie và Ma-thê đã nhắn tin đến Chúa Giê-xu mong rằng ngài sẽ trở về thành Bethany gấp. Họ nhắn tin người Chúa yêu thương đang bị bệnh. Điều mà chúng ta thấy ở tại đây rất lạ, đó là khi Chúa Giêsu nghe tin thì ngài không về liền. Ngài đợi thêm 2 ngày nữa. Từ thành Bethany đến cái nơi mà Chúa ngài đang ở, mất 1 ngày đường. Chúa chờ thêm 2 ngày nữa, rồi Chúa đi 1 ngày đường đến thành Bethany. Tổng cộng là 4 ngày. Chúa trì hoãn trong việc này. Với cái nhìn của trần gian, chúng ta nói rằng: ủa, sao lại vậy? Chúa không quan tâm sao? Chúng ta để ý đến lời của Marie và Ma-thê nhắn tin: thưa Chúa, người Chúa yêu thương đang bệnh. Họ nhắc với Chúa, người Chúa yêu thương đang bị bệnh. Họ mong đợi rằng lập tức Chúa ngài sẽ quay trở về liền. Nhưng mà Chúa ngài trì hoãn. Một trong những điều mà chúng ta cần phải học ở trong cuộc đời, đó là thời giờ của Chúa khác hơn thời giờ của chúng ta. Chúa có cái thời điểm của ngài, ngài có cách làm việc của ngài.
Ngay trong những cái sự khó khăn, nhất là khi chúng ta trải qua cái việc mất mát người thân thương của chúng ta, thì chúng ta thường có một cái câu hỏi: Chúa đâu? Chúa đang ở đâu? Và chúng ta muốn Chúa xuất hiện ngay tức khắc khi chúng ta có nhu cầu. Đúng, có những lời hứa của Chúa rằng khi chúng ta làm những công việc mà Chúa nghe dạy chúng ta chỉ mở miệng ra thì Chúa nói rằng có ta đây. Đúng, có những trường hợp mà chúng ta thấy rằng Chúa Ngài đã bày tỏ sự hiện diện của Ngài tức thì. Luôn cả từ xa Chúa có thể chữa lành cho những người bệnh. Cho nên ngay tại chỗ đó Chúa Giê-xu Ngài cũng có thể chữa lành cho Lazarus mà ông không phải chết. Nhưng Chúa trì hoãn. Một trong những điều mà chúng ta cũng cần được nhắc nhở luôn, đó là Chúa trì hoãn không có nghĩa là Chúa bỏ mình. Hãy chiêm nghiệm về điều này trong đời sống của chúng ta. Bởi vì không phải là cảm xúc của chúng ta, mặc dù trong câu chuyện này chúng ta thấy Chúa bày tỏ cảm xúc của Ngài, nhưng mà là chân lý của Chúa, lời của Ngài cho chúng ta biết, và chúng ta xây dựng cuộc đời của chúng ta trên chân lý, lời của Chúa, chứ không phải cảm xúc của chúng ta. Trong lúc chúng ta mất mát, trong lúc chúng ta đau khổ, hầu hết con người mà thật là con người đó, nếu chúng ta thành thật với cảm xúc của chúng ta đều có cái thắc mắc đó: Chúa ơi, Chúa ở đâu? Chúa, anh chị em đang ở ngay bên cạnh chúng ta. Thật ra, lời của Chúa lại nói rằng Ngài ở rất gần với những người đang ở và có cái tấm lòng đau thương. Đó là chỗ mà chúng ta thấy rằng Chúa ở gần chúng ta nhất. Chúa đợi thêm 2 ngày, cho đến khi Lazarus đã chết. Vì Chúa biết chính xác những gì mình sắp làm. Chúa Ngài báo cho các môn đệ của Chúa, Chúa nói rằng ta mừng vì ta không có tại đó. Nếu Lazarus bệnh mà Chúa Ngài đến Ngài chữa lành thì con người không thấy được lòng yêu thương và sự thương xót của Đức Chúa Trời. Chúng không chứng kiến được quyền năng của Chúa, là Đấng đã nói với Ma-thi-ê rằng ta là sự phục sinh và sự sống. Chúa trì hoãn hầu cho những người tin sẽ thấy được vinh quang của Chúa. Nó trở lại với cái niềm hy vọng cho những người đau khổ. Thì điều đầu tiên mà tôi mời anh chị em chúng ta cùng suy nghĩ ở trong phần Kinh Thánh này, đó là đau buồn với hy vọng. Ngay khi Ma-thi-ê nghe tin Chúa đang đến gần làng, thì cô đã đi đến và gặp Ngài. Trong khi đó thì Mary vẫn ngồi ở nhà. Một trong những điều mà tôi tin rằng ngộ nhận và người ta nhấn mạnh một cách sai lầm, làm cho những Ma-thi-ê trong hội thánh của Chúa nhiều khi buồn tủi. Chúng ta nhớ câu chuyện ở trong Luca. Gia đình này, gia đình của Ma-thi-ê, Mary và Lazarus này đã mời Chúa Giê-xu đến nhà của họ. Và khi đến nơi thì họ bận rộn phục vụ trong lúc Chúa Giê-xu Ngài đang có mặt ở tại đó. Ma-thi-ê dưới bếp chạy lên mép thầy, nói thầy ơi, kêu em của con lên. Mary nó xuống nó phụ con làm bếp. Chúa trả lời cho nó rằng Ma-thi-ê, con lo bận rộn nhiều thứ quá. Mary đã chọn cái phần tốt hơn, tốt nhất. Vì ngay lúc đó Chúa đang ở trong nhà thì tập trung vào để mà ở dưới bệ chân của Chúa lắng nghe tiếng của Chúa phán. Đó là cái sự lựa chọn tốt nhất. Nhưng cái trách nhiệm của việc đón tiếp khách thì trong luật pháp của Chúa cũng như trong tinh thần tiếp khách thì Ma-thi-ê đang làm một công việc mà chúng ta thấy rằng cũng rất là tốt. Không lo về thức ăn thì chút nữa lấy gì ăn sau khi Chúa dạy. Mà nhiều người nhấn mạnh, ôi tôi không có muốn sống cuộc đời như Ma-thi-ê, tức là bận rộn chỉ lo chuyện trong bếp núc, tôi muốn làm Maria chứ ngồi bên chân Chúa. Nghĩa là như vậy mình trưởng thành, mình hiểu biết về Chúa nhiều hơn. Anh chị em có thể. Nhưng mà trong trường hợp này chúng ta thấy Ma-thi-ê, người đã bị nhiều người lên án là cái người bận rộn lo chuyện bếp núc thôi đó, bà có một sự hiểu biết về Chúa và lời của Chúa thật là tuyệt vời. Trong cái cơn đau buồn đó, bà đau buồn với hy vọng. Tại sao Ma-thi-ê đi ra gặp Chúa trong khi Mary đang ở tại nhà? Phải chăng là Ma-thi-ê là người năng động hơn trong 2 người? Có phải cô là người hoàn thành cái công việc trong khi Mary chỉ thích ngồi để nghe Chúa dạy thôi? Có lẽ.
Và cũng có thể là có một cái gì đó khác hơn đang xảy ra. Và tôi đề nghị quý anh chị em chúng ta suy nghĩ đến ý tưởng thứ nhì. Vì những lời của Ma-thi nói với Chúa Giê-xu cũng như những lời của Mary nói với Đức Chúa Giê-xu giống nhau. Vậy là điều mà chúng ta thấy họ nói lên tấm lòng của những người đau khổ. Ma-thi thưa với Đức Chúa Giê-xu: Thưa Chúa, nếu Chúa có ở đây thì anh con không chết. Trách thì không trách. Ma-thi nói lên được tâm trạng. Khi chúng ta đối diện với những khủng hoảng ở trong đời sống, chúng ta cũng có thể có cùng một thắc mắc này: nếu Chúa ngài nhúng tay vào, ngài can thiệp vào thì việc nó không đến nỗi tệ như thế này. Nên là chúng ta, ý chúng ta muốn nói rằng Chúa không có mặt ở đây. Thật ra Chúa ngài ở rất gần chúng ta. Với quyền năng lớn lao của mình và những dấu kỳ phép lạ mà ngài đã thực hiện, Ma-thi tin rằng Chúa Giê-xu ngài có thể ngăn chặn cái chết của Lazarus. Anh chẳng có nghĩ như vậy không? Chắc chắn rồi phải không? Bởi vì mình đã chứng kiến, mình đã thấy, mình đã nghe những điều Chúa ngài làm, những điều kỳ diệu ngài đã làm. Và chúng ta để ý đến cái điều mà cô nói tiếp ở tại đây. Cô đã đau khổ ở trong đau buồn, ở trong hy vọng, ở chỗ này. Câu 22: Nhưng con biết ngay cả bây giờ, tức là anh của con đã chết, đã sình thối rồi đó. Ngay cả bây giờ, bất cứ điều gì thầy xin Đức Chúa Trời thì Đức Chúa Trời sẽ ban cho thầy. Anh xem người bận rộn dưới bếp không có lo chuyện thuộc linh, không có một cái niềm hy vọng lớn lao này với Chúa nếu không có một mối liên hệ mật thiết với Chúa. Mà thầy lúc bây giờ không biết kết thúc của câu chuyện như chúng ta biết, vì chúng ta được Kinh Thánh ghi lại và chúng ta đọc câu chuyện này từ đầu cho đến cuối. Nhưng ngay trong giây phút đó mà thầy không biết việc mà Chúa ngài sắp làm. Cô không biết Chúa Giê-xu sắp làm việc gì, và cô cũng không mong đợi hay là không nghĩ rằng Chúa ngài sẽ gọi anh của mình sống lại. Tuy nhiên cô ấy bày tỏ cái hy vọng ngay cả khi cái chết đã xảy ra rồi đó. Ước gì nếu Chúa ngài có mặt tại đây anh con không chết. Nhưng mà cô nói tiếp: nhưng con biết ngay cả bây giờ. Cô tin rằng không có gì là quá muộn quá trễ cho Đức Chúa Giê-xu. Cô bày tỏ niềm hy vọng là ngay cả khi cái chết đã xảy ra, con không biết bây giờ Chúa có thể làm gì, Chúa ơi, nhưng con hy vọng, con đặt niềm hy vọng rằng Chúa có thể làm cái điều gì đó. Đó là người đau khổ nhưng mà có hy vọng. Chúa Giê-xu lập tức an ủi Ma-thi và nói rằng anh của ngươi sẽ sống lại. Chúa nói cho cô biết một cái chính xác những gì Chúa ngài định làm. Nhưng Ma-thi lại hiểu lầm. Trong câu 24, cô trả lời Ma-thi: thưa, con biết rằng anh con sẽ sống lại trong kỳ phục sinh vào ngày cuối cùng. Cô tin một cách rất là chắc chắn vì đó là niềm hy vọng của tất cả chúng ta. Sẽ có sự phục sinh, tất cả mọi người sẽ được Chúa ngài làm cho sống lại. Người công bình sẽ được Chúa ngài làm cho sống lại để hưởng sự sống đời đời. Người gian ác sẽ sống lại để chịu sự phán xét đời đời. Cô biết điều đó và cô nói rằng con tin anh của con sẽ sống lại trong kỳ phục sinh vào ngày cuối cùng. Mà sẽ giữ cái niềm tin của mình, của người Do Thái về sự sống lại của người chết xảy ra trong ngày cuối cùng một cách rất là vững ở tại đây. Chúa Giê-xu nhận lấy niềm tin của Ma-thi về sự phục sinh vào ngày cuối cùng và ngài hướng cái đức tin và niềm hy vọng của Ma-thi vào chính ngài. Câu 25 đến 26 phần A, Chúa Giê-xu tuyên bố, Đức Chúa Giê-xu nói với Ma-thi: ta là sự sống lại và sự sống, người nào tin ta thì sẽ sống mặc dù đã chết rồi. Còn ai sống mà tin ta thì sẽ không bao giờ chết. Con tin điều đó không? Ở đây tôi không nghĩ rằng Ma-thi hiểu những gì Chúa Giê-xu nói. Làm thế nào để Chúa Giê-xu có thể là sự sống lại? Điều đó có nghĩa là gì? Tại sao sự sống lại xảy ra cho những người tin Chúa Giê-xu? Trong khi cô ấy có thể có những thắc mắc ở trong đầu của mình, cô trả lời một lần nữa với niềm tin khi Chúa Giê-xu hỏi: ngươi có tin điều này không? Thì cô trả lời rằng: vâng, lạy Chúa, tôi tin rằng Chúa là Đấng Christ, con của Đức Chúa Trời, Đấng phải đến trong thế gian. Niềm tin của người Do Thái, của truyền nhân của Chúa: Đấng Messiah sẽ đến và ngài sẽ cứu dân mình, ngài sẽ làm những công việc quyền năng. Đấng Messiah khi đến, Đấng chịu sức dầu khi đến, ngài sẽ cứu giúp cho loài người chúng ta trong mọi hoàn cảnh. Và cô xác nhận cái đức tin của mình vì điều đó, trong cái niềm hy vọng: vâng, thưa Chúa, con tin rằng Chúa là Đấng Christ, con Đức Chúa Trời, là Đấng phải đến thế gian.
Nhưng câu hỏi chúng ta đặt ra là tại sao Ma-thi lại trả lời theo cách này? Chúa Giê-xu nói Ngài là sự sống lại về sự sống, và Ma-thi xác nhận phải Ngài là Đấng Christ, vì nó có một mối liên hệ anh chị em. Ở trong Sa-mu-ên thứ 2 chương 7 câu 12 đến 13, lời của Chúa đã nói cho David về tương lai của dòng dõi của ông. Khi đời con đã mãn và con nằm xuống với các tổ phụ mình, thì ta sẽ lập được dòng dõi kế vị con, là dòng dõi do con sanh ra, và ta sẽ làm cho vương quốc nó vững bền. Nó sẽ xây cất một đền thờ cho danh ta, và ta sẽ làm cho ngôi nước nó vững bền mãi mãi. Ở đây lời tiên tri của Chúa, lời báo trước của Chúa về dòng dõi của vua David, một con người được Chúa Ngài gọi là người làm vừa lòng Chúa. Và Chúa Ngài hứa rằng ngôi của David sẽ còn lại mãi mãi. Từ nơi dòng dõi của ông, Đấng Mê-sia sẽ đến, và Ngài không thể chết được. Nhưng bà hiểu rằng Đấng Mê-sia sẽ cai trị mãi mãi, và chắc chắn Ngài sẽ không kết thúc bởi cái chết. Bà đặt lòng tin nơi Chúa một cách rất là vững vàng ở tại đây. Tôi muốn nhấn mạnh điều này để khuyến khích anh chị em là chúng ta nên học theo gương của Ma-thi. Chúng ta phải nắm giữ lời của Chúa. Vì khi chúng ta đối diện với hoàn cảnh khó khăn, những thách thức, nhất là ở trong cái nỗi mất mát của những người thân thương của chúng ta, người chúng ta càng thân càng thương nhiều chừng nào, chúng ta càng đau khổ khi họ ra đi chừng đó. Và lúc đó có thể niềm tin của chúng ta mà chúng ta nghe lẩm bẩm chỗ này chỗ kia, mà chúng ta không xây dựng một cách vững chắc, chúng ta không neo chặt ở trong lời của Chúa đó, lúc bây giờ chúng ta sẽ rơi vào trong tình trạng chúng ta đau khổ mà không còn hy vọng. Rồi chúng ta có thể có thái độ giống như một số người khác, chúng ta nói rằng ồ chắc lời của Chúa không nói như vậy, mình sửa lời của Chúa. Không, chúng ta không được quyền sửa lời của Chúa, vì hoàn cảnh của chúng ta không thay đổi được lời của Đức Chúa Trời, nhưng mà lời của Đức Chúa Trời thay đổi hoàn cảnh của chúng ta. Vì lời của Chúa là chân lý. Kinh nghiệm của chúng ta, cảm xúc của chúng ta nó trồi sụp, nó có thể khác, nhưng mà lời của Chúa thì vẫn y nguyên, không một chấm một phết nào có thể qua đi được. Xây dựng cuộc đời của chúng ta một cách vững chắc ở trong lời của Chúa. Ma-thi đặt lòng tin nơi Chúa phục sinh, lời hứa của Chúa về sự phục sinh cho con dân của Ngài. Bà đặt lòng tin nơi Chúa một cách rất là đặc biệt tại đây, tràn trề hy vọng. Mặc dù hoàn cảnh có thể là anh của cô đã chết rồi, cô không biết Chúa sẽ làm gì, nhưng mà Chúa, cô biết một điều. Nếu Chúa Giê-xu Ngài xin bất cứ điều gì, Chúa Cha cũng sẽ thực hiện. Cảm ơn Chúa. Anh xem đó là cái kế hoạch tốt nhất. Cuộc đời của chúng ta phải xây dựng dựa trên lời của Chúa. Khi gia đình của chúng tôi trong 11 tháng qua đối diện với hai lần mất mát hai đứa cháu nội trai, lúc bây giờ cảm xúc của chúng tôi nó trồi sụp. Phải tình cảm mà. Rồi những tiếng ra vào của những người không thích mình, nó cũng đổ xuống. Có những lúc chúng tôi nói với Chúa rằng nếu không bởi sự nhân từ của Chúa và lời của Ngài, chúng con chắc ngã. Vì đời là như vậy nên xem. Khi mà người ta thấy mình đã bị đánh ngã vì hoàn cảnh của mình, họ sẵn sàng cho mình thêm một vài đạp nữa cho chết luôn. Như chúng ta thấy ở trong câu chuyện này, nếu chúng ta đọc tiếp, chúng ta thấy những người Pharisee khi thấy Đức Chúa Giê-xu Ngài gọi Lazarơ sống lại và nhiều người tin Chúa, họ muốn đến giết Lazarơ cho chết luôn. Họ không thích. Vì Lazarơ trở nên một câu chuyện về quyền năng của Chúa, vì sự nhân từ của Chúa, vì sự thành tín của Chúa. Và nó muốn nhổ cái lời làm chứng này, cho nên họ muốn tìm cách để giết luôn Lazarơ để chuyện này không được nhắc đến nữa. Cảm ơn Chúa. Để Đức Chúa Trời của chúng ta đứng có quyền tối cao, và lời của Ngài là nền tảng chắc nhất anh chị em ơi. Và như tôi đã chia sẻ với anh chị em loạt bài trước, khi đời ném cho chúng ta những quả chanh đó, trong những lúc căng thẳng thấp, hãy xây dựng đời sống của mình một cách vững chắc, để khi căng thẳng cao chúng ta có thể đứng vững. Cho nên đừng có phí thì giờ, vì chúng ta còn sống ở trên đất này là chúng ta sẽ đối diện với những thách thức, đối diện với những khó khăn mà chúng ta biết rằng
Nếu không có lời của Chúa làm nền tảng vững chắc và không có sự hiện diện của Ngài, chúng ta sẽ bị đánh ngã. Nên cảm ơn Chúa, niềm hy vọng của chúng ta trong Chúa khác hơn với những người không có ở trong Chúa, đó là họ không có hy vọng gì hết. Còn chúng ta đừng ném bỏ hy vọng của chúng ta bởi cảm xúc của chúng ta, những gì chúng ta từng trải ngay trước mắt, nhưng mà chúng ta phải xây dựng đời sống của chúng ta vững chắc ở trên lời của Chúa. Cái mối liên hệ giữa sự phục sinh và đấng Messiah mà Ma-thi dường như hiểu, đó là điều hết sức là quan trọng. Chỉ có thể tìm được, kinh nghiệm được của những người biết học lời của Chúa. Bây giờ chúng ta xem đau buồn không có hy vọng. Ma-thi thể hiện niềm hy vọng qua sự hiểu biết về niềm tin của mình trong lời của Chúa và sự tương tác của Mary với Đức Giê-xu, thì chúng ta thấy là khác hẳn. Khi nghe tin thầy đang ở ngoài làng, mà thầy chạy ra, đi ra gặp Chúa. Mary ngồi ở nhà. Có thể giận Chúa. Khi xong câu chuyện, sự mặc khải hết sức là mạnh mẽ, lớn lao đó, mà thầy về. Trong lúc Đức Giê-xu vẫn còn đang ở vị trí ở ngoài làng, về nói với Mary, thầy đã ở đây rồi và cho gọi em đó. Khi nghe điều này, Mary vội vàng đứng dậy đến gặp Ngài. Khi gặp Chúa, Mary nói một cách chính xác điều mà chị của cô đã nói với Chúa Giê-xu. Lạy Chúa, nếu Chúa ở đây thì anh tôi đã không chết. Rồi bà yên lặng. Không thấy cái niềm hy vọng như Ma-thi còn. Có lẽ trong tâm trí của Mary trong lúc này, chuyện đã trễ rồi, đã xong rồi. Thôi giờ mình lập một trang sử mới. Bà không có một niềm hy vọng nơi Chúa phục sinh. Bà nói giống như Ma-thi. Nếu Chúa có ở đây, anh của con không chết. Nhưng mà bà không nói như Ma-thi, nhưng con biết ngay cả bây giờ bất cứ điều gì thầy xin Đức Chúa Trời thì Đức Chúa Trời cũng sẽ ban cho thầy. Không. Mary chỉ nói rằng Chúa Giê-xu có thể ngăn chặn cái chết của Lazarus. Nhưng bây giờ anh ấy đã chết rồi, thế là xong. Không có hy vọng được bày tỏ tại đây. Chúng ta để ý, câu chuyện này bắt đầu với một cái chi tiết cũng khá đặc biệt. Ở trong chương 11 câu số 2 đó, Mary là người đã xức dầu thơm cho Chúa và dùng tóc của mình để lau chân của Ngài. Chính anh cô là Lazarus đang bị bệnh. Mấy ngày sau, Mary đã bể chai dầu. Xức dầu thơm cho Chúa. Đã không dùng vải, không dùng bất cứ gì khác. Cô lấy cái mớ tóc của mình, chắc có lẽ tóc dài, lau chân cho Chúa. Nhưng mà trong cái khung cảnh của đối diện với sự mất mát, Mary ở trong tình trạng như nhiều người chúng ta đã từng trải qua và cũng có thể sẽ trải qua. Khi chúng ta mất người thân thương của chúng ta, chúng ta thắc mắc về tình yêu của Chúa và sự hiện diện của Ngài. Mặc dù trước đó chúng ta biết Chúa, chúng ta đã từng kinh nghiệm những việc Chúa Ngài làm, những việc Chúa Ngài thực hiện ở trong đời sống của chúng ta, xuyên qua cuộc đời của chúng ta. Chúng ta đã thấy rất nhiều, chúng ta đã biết về Chúa. Nhưng mà trong cái cơn thử thách thường nó có một chiều hướng, nó kéo chúng ta ra khỏi cái quỹ đạo. Bởi vì cái đau đớn đó, cảm xúc của chúng ta lúc bây giờ chúng ta thấy rằng nó rất là khó hiểu. Cho nên chúng ta thấy khi những người mà họ trải qua cái sự mất mát, có khi họ cười rồi một câu chuyện sau, một câu nói sau rồi họ khóc. Tình cảm nó trong lúc bây giờ nó rất là khó để có thể diễn tả được. Cô là người yêu Chúa đến mức độ lấy dầu thơm sức cho Chúa, quý Chúa đến độ tóc của một người phụ nữ là một cái gì đó rất là quý và rất là đặc biệt, nhất là trong văn hóa của thời bây giờ. Cô lấy tóc của mình lau chân của Chúa, cô yêu Chúa. Anh chị em, vấn đề ở tại đây chúng ta cần nhớ đó là chúng ta không thắc mắc về việc chúng ta yêu Chúa. Nhưng mà trong những lúc đau khổ, chúng ta thắc mắc là Chúa ở đâu? Chúa ở đâu? Sao lúc bình thường con cầu nguyện với Chúa, nghe Chúa, Ngài dạy dỗ, Ngài hướng dẫn, Ngài phán dạy con, nhưng mà trong lúc này dường như Chúa ở rất là xa. Chúa ở đâu? Câu trả lời là Chúa ở rất là gần. Ở rất là gần.
Marie có vẻ đã không suy nghĩ nổi với ý tưởng rằng ngay bây giờ Chúa Giêsu cũng có thể làm bất cứ điều gì dù cái chết đã đến. Nhưng bà có thể suy nghĩ, cô có thể suy nghĩ rằng sự chết cuối cùng là kẻ thù lớn nhất. Chúa Giêsu có thể chữa lành cho người mù, Ngài có thể biến nước thành rượu, hóa nước thành rượu, Ngài có thể ngăn chặn sự chết. Như việc Ngài đã gọi đứa con gái nhỏ 12 tuổi sống lại. Nhưng mà bây giờ không ai có thể làm gì được khi chết nó đã đến. Đứa con gái nhỏ trong gia đình của Giê-ru có mới chết, có thể Chúa gọi nó đây. Nhưng mà trong trường hợp này, đối với sự suy nghĩ của con người thì nó quá trễ rồi. Không phải một ngày, hai ngày. Mà ngày xưa không có làm embalming giống như là các nhà hoàng ở tại Mỹ này. Thì trong vòng 24 tiếng đồng hồ người ta phải chôn chưa gấp. Và nhất là thời tiết, nhiệt độ nó nóng như vậy cho nên thi thể nó có thể bị hư rất là nhanh. Bây giờ là 4 ngày. Có thể nói rằng Lazarus đã rất là chết rồi. Mary thiếu hy vọng khi đối mặt với cái chết là điều dễ hiểu. Chắc chắn Chúa Giêsu có quyền năng để có thể làm những điều dấu kỳ phép lạ, nhưng mà ngay cả giây phút này không ai có thể làm bất cứ điều gì vì cái chết nó đã có mặt và nó đã có mặt một thời gian khá lâu rồi. Ngày hôm nay cũng vậy anh chị em, tất cả những gì khoa học và y khoa tiến bộ đến cỡ nào, điều tốt nhất mà con người chúng ta có thể làm là trì hoãn cái chết thôi. Nên cuối cùng chúng ta không thể ngăn cản nó xảy ra. Lý do là bởi vì tội lỗi của loài người chúng ta. Đức Chúa Trời dựng nên chúng ta không để chúng ta trải qua sự chết. Nhưng vì tội lỗi đã mang sự chết vào trong thế gian này. Nhưng chương trình của Đức Chúa Trời bây giờ anh chị em mang lại cái mắt kính của cõi đời đời. Chúa Ngài chuẩn bị cho chúng ta sự sống đời đời. Và tại đó không còn có nước mắt. Ngài lao ráo hết tất cả nước mắt của chúng ta. Không có sự buồn khổ nữa. Ngài là phước hạnh đến đời đời. Nhưng Đức Chúa Trời Ngài có chương trình và Ngài chuẩn bị để giải quyết cái nan đề mà tổ phụ loài người chúng ta vì không vâng lời Chúa mà đã đem vào trong thế giới loài người chúng ta. Khi chúng ta tiếp nhận Đức Chúa Giêsu làm cứu Chúa đời sống, là chúng ta tiếp nhận sự sống đời đời Chúa ban. Sự sống đó kéo dài cho đến đời đời, bắt đầu ngay cái giây phút chúng ta tiếp nhận Chúa làm cứu Chúa đời sống. Đó là phước hạnh và niềm hy vọng mà chúng ta có trong Chúa. Ngài có thể chữa lành thân thể chúng ta, Ngài có thể gọi người chết sống lại. Nhưng mà sự sống lại tuyệt hảo nhất, đó là Ngài Chúa ban cho chúng ta thân thể mới. Và Ngài ban cho chúng ta vượt qua sự chết thứ hai. Đó là chết ở trong, vẫn còn hiện hữu, vẫn còn có cảm xúc. Nhưng mà đời đời ở trong quả ngục. Còn có cảm xúc đó cho nên nóng quá, nghiến răng ở trong đó. Nơi có khóc lóc ta nghiến răng. Hiện hữu nhưng mà không có sự sống bởi vì không có sự hiện diện của Chúa ở tại đó nữa. Và Đức Chúa Trời phải chuẩn bị quả ngục để dành cho Sa-tăng và những người không muốn có Chúa trong đời sống. Ngài tôn trọng cái quyền lựa chọn của họ. Và tại đó hoàn toàn sẽ không có sự hiện diện của Chúa. Điều thứ ba mà chúng ta cùng suy nghĩ là Chúa Giê-xu luôn có thể làm điều gì đó. Phản ứng của Chúa Giê-xu đối với Marie cũng trái ngược với của Ma-thê. Sau khi Ma-thê bày tỏ cái hy vọng, Chúa an ủi cô bằng những lời tuyệt vời rằng Lazarus sẽ sống lại. Nhưng phản ứng của Chúa đối với Marie là gì? Không có một lời yên ủi nào. Không có lời hứa nào. Chúa chỉ nói, các con đã chôn anh ấy ở đâu? Nhưng cũng rất là thú vị khi chúng ta để ý đến phản ứng không lời của Chúa Giêsu đối với Marie tại đây. Đức Chúa Giêsu thấy Marie khóc và những người Do Thái đi với cô cũng khóc, thì trong lòng bồi hồi xúc động. Đó là bản hiểu đính của chúng ta. Nhưng mà bản nhuận chánh thì nói như thế này: Giêsu thấy nàng khóc và những người Do Thái đi với nàng cũng khóc, tâm linh bèn bực tức và bối rối. Hầu hết các bản dịch đều làm cho cái từ ngữ này Chúa bực tức nghe nó dễ nghe hơn, vì không thể nào lắp cái chỗ bực tức
vào Chúa Giêsu yêu thương, Chúa Giêsu nhân từ được. Nhưng mà không anh chị em, nguyên tác, nguyên văn theo nghĩa đen, Chúa bực tức ở chỗ này. Tại sao? Tại sao Đức Chúa Giêsu nhân từ, Đức Chúa Giêsu hiền lành lại bực tức ở trong cái chỗ này? Tại sao Chúa Giêsu bực tức khi thấy Mary đau buồn như vậy? Lời giải thích thông thường là Chúa Giêsu ngài tức giận trước sự bạo tàn của cái chết. Nó làm cho ngăn cách giữa người thân với người thân. Nó đem đến sự đau khổ cho những người bị bỏ lại ở phía sau. Nó là điều thật là khủng khiếp. Nó là điều không thể chấp nhận được, là điều sai trật. Nó là hậu quả của tội lỗi mang đến vì chương trình nguyên thủy của Đức Chúa Trời. Con người chúng ta không định cho phải đối diện với sự chết. Lý do cho sự bực tức của Chúa Giêsu như chúng ta nói tại đây, nó có lý. Nhưng có thể có một ý nghĩa khác mà chúng ta xin Đức Thánh Linh ngài hướng dẫn cho chúng ta. Có thể nào Chúa Giêsu bực tức và bối rối vì Mary đau buồn như một người không có hy vọng không? Bà biết Chúa biết rất rõ. Bà là người đã chọn cái phần tốt nhất ngồi ở dưới chân của Chúa để nghe tiếng Chúa ngài dạy rồi. Mà tại sao cái người chị làm bếp ở dưới lại có lòng tin vì Chúa không trách Ma-thê? Kinh Thánh không ghi lại cho chúng ta rằng Chúa ngài bực tức đối với Ma-thê, là người đã bày tỏ niềm hy vọng. Trong câu chuyện này có một lần bực tức khác nữa. Trong mấy câu ở dưới để chúng ta để ý. Câu số 37 và 38. Nhưng có vài người trong số của họ nói, ông ấy đã mở mắt người mù lại không thể làm cho người này khỏi chết sao? Đức Chúa Giêsu lại bực tức hơn nữa. Liền đi đến phần mộ. Đó là một cái hang có một tảng đá chặn lại. Lần này Chúa bực tức hơn nữa. Anh em chúng ta đừng có trà láng để nói rằng Chúa của chúng ta không. Chúa bày tỏ cảm xúc tại đây. Đối với Chúa, sự chết là kẻ thù mà Chúa rất ghét. Và ngài bằng lòng để trả một giá rất đắt để cứu chúng ta khỏi sự chết, để ban cho chúng ta sự sống đời đời. Cho nên chị em, đối với Chúa sự chết là điều không thể chấp nhận được. Và ngài buồn ở trong lòng hay là bực tức ở tại đây vì đáng lý ra người biết Chúa phải có niềm hy vọng vững chắc nơi ngài. Xin Chúa ban phước để chúng ta, như tôi nói tới đây, chúng ta phải chuẩn bị cho đời sống của chúng ta. Khi chúng ta trải qua những cái mất mát, có những giây phút không muốn cầm cuốn Kinh Thánh lên, nhưng chúng ta không để cho cảm xúc của mình nó lừa dối mình. Mình biết lời của Chúa là linh lương cho mình. Mình nhịn ăn phần linh lương là tâm linh của mình nó chết. Nhưng Phúc không muốn cầu nguyện với Chúa, tại không dám nói Chúa ơi con buồn Chúa đó. Tại sao? Con đã thấy bao nhiêu trường hợp phép lạ của Chúa ngài làm, nhưng mà trong trường hợp này thì nó lại không xảy ra. Nhưng mà biết Chúa đủ để có thể được kéo trở lại vào trong quỹ đạo, trở lại trong lại Chúa. Như các bạn của Daniel đã nói, thưa vua, Đức Chúa Trời của tôi chắc chắn có thể cứu tôi khỏi cơn lửa hừng này. Nhưng nếu ngài không cứu thì chúng tôi vẫn tin nơi ngài và không quỳ lại ở trước tượng của vua làm đến đâu. Phải xây dựng ở trong những ngày mà chúng ta còn có thời giờ. Vì mục tiêu tại đây anh chị em là chúng ta đứng vững và sẽ đi qua được những giây phút khó khăn trong đời sống của chúng ta. Có một mục sư chúng ta biết đã trải qua những ngày bị bắt bỏ tù ở tại Iran vì cái tội đi qua giảng Tin Lành ở bên đó. Sau sự dàn xếp và cuối cùng ông về được nước Mỹ này. Cách đây 4 tháng ông chia sẻ với các mục sư tại thành phố Houston này. Nói rằng thưa các mục sư, xin về và lập tức dạy cho con cái của Chúa biết đối diện với những sự đau khổ. Ông là giáo sĩ. Và khi nó bắt nó tra tấn mỗi ngày như vậy đó, ông khám phá ra một điều mình không biết. Ông nói rằng I don't know how to suffer. Không biết làm sao để mình có thể chịu đựng được sự đau khổ. Rằng tất cả những gì ông biết về Chúa được huấn luyện ở trong trường Kinh Thánh, tất cả mọi sự
Ông nói rằng không có gì nó dính lại với ông ở trong lúc đó. Nhưng việc đầu tiên khi ông được thả tự do, ngồi trên chuyến bay từ đó qua Đức rồi Đức về Mỹ tới đây, ông xin cho mình cuốn Kinh Thánh để ông có thể học lời của Chúa và ăn nuốt lời của Chúa. Nói rằng may mắn và cảm ơn Chúa là có những câu Kinh Thánh ông đã thuộc lòng, nó giữ ông được ở trong những giây phút đó. Anh chị em, sự bắt bớ có thể đến trên hội thánh của Chúa ở tại Hoa Kỳ này bất cứ lúc nào. Chủ nhật vừa rồi, mục sư Ed Young của Second Baptist, ông giảng bài giảng, ông nói sự thật. Ông rằng tội ác ở tại thành phố Houston đang lên cao vì đường lối của chính phủ của thành phố đã đưa ra một cái nguyên tắc, đó là tiền bail bond, tức là tiền để nộp để chờ ngày ra tòa. Thế tiền bail bond đó trước đây đó là người ta đóng 10% cái số mà tòa án đưa ra cái con số 10%. Thì đường lối của thành phố của chúng ta cũng như quận Harris là không cần phải đóng một đồng nào cũng có thể đi ra. Và khi ông nói đó là cái lý do tại sao người phạm tội không thấy có bất cứ một cái hậu quả nào mình phải trả. Trưởng ty cảnh sát của quận Harris County, ông một lần đứng và bày tỏ với chúng tôi các mục sư, ông khóc, ông nói rằng những người cảnh sát, người sheriff làm việc ở dưới ông bỏ mạng sống của mình rượt đuổi bắt một tội nhân. Trong cái lúc mà họ làm cái công việc của họ đó, họ có thể mất mạng. Bắt cái người đó xong, bỏ ở trong Harris County Jail. Một tuần lễ sau, người này đi ra tự do. Người nhân viên cảnh sát đó đã mất mạng. Ông khóc, ông nói tại sao? Tại sao đường lối của thành phố lại làm một công việc hết sức là lạ lùng như vậy? Chúng tôi thì bị lên án là cảnh sát, là những người làm công việc của nhà công lực, mất mạng như chơi, bắt những tội nhân vô, bắt cóc bỏ dĩa, bỏ vô mấy ông thả. Bail bond không cần đóng một xu vẫn có thể đi ra ngoài. Mục sư Ed Young chủ nhật tuần rồi ông chia sẻ điều đó. Báo chí ầm ĩ lên tiếng đó là đây là những con người, đây là thành phần ở trong xã hội, phải bịt miệng họ lại. Và họ đòi nhào đến nhà thờ Second Baptist để bắt ông là phải mất cái quyền, gọi là quyền của tổ chức bất vụ lợi, non-profit organization, thì không được quyền nói chuyện gì liên quan đến chính trị. Đây không phải là chính trị, mà đây là vấn đề chúng ta thấy tội ác và đường lối của những người không tin kính Chúa. Chúng ta thấy hôm nay rất là lạ lùng. Tội ác thì họ nâng đỡ khích lệ. Việc trừng phạt tội ác thì họ nói rằng phải giảm một cách tối đa và đừng có phạt họ nữa. Tại Nam Cali, ở tại California, thì chúng ta thấy rằng nếu mà ăn cắp, ăn trộm cái gì đó mà dưới 500 đô thì không bị bắt. Cảnh sát đến nói, mày lấy cái này bao nhiêu tiền? Dạ thưa 490 đồng. Go. Đến độ có những thị trưởng ở tại California đã năn nỉ du khách và nói rằng xin đừng đến vì chúng tôi không có khả năng để bảo vệ sự an ninh cho quý vị. Đó là những người tội nhân, những người làm những cái công việc của tội ác, của cướp bóc, của trộm cướp. Nhưng mà người tin lành của chúng ta thì bị kể ấy là những người tội gian ác. Thì chúng ta tin Kinh Thánh, chúng ta chống phá thai, chúng ta chống những cái lối sống nghịch lại với đường lối của Đức Chúa Trời, thì những người này là những người phải bị trừng trị. Nghe thấy lạ với anh chị em, nhưng không lạ. Kinh Thánh đã báo trước cho chúng ta rồi, trong những ngày cuối rốt, họ thánh có thể trải qua những điều đó. Nên anh chị em chuẩn bị xây dựng đời sống của mình trên nền tảng vững chắc là lời của Đức Chúa Trời, để khi chúng ta trải qua những sự đau khổ, khó khăn, chúng ta trải qua với đầy hy vọng vì Chúa của chúng ta vẫn là đấng cầm quyền tại trị. Vì sợ bắt bớ mà nhiều con cái của Chúa đã yên lặng không dám chia sẻ niềm tin của mình. Chúng ta phải thắng điều này. Vì sợ chết mà nhiều người không dám làm gì hết. Chúng ta phải thắng điều này. Vì chúng ta đã được Chúa ngài ban cho sự sống đời đời. Vì Chúa ngài đã ban cho chúng ta lời hứa một cách hết sức chắc chắn là thiên đàng sẽ là nhà tương lai của chúng ta. Lìa thân thể này là liền ở trong sự hiện diện của Chúa. Cho đến khi chúng ta đối diện với những điều này xong, thì chúng ta mới dám đi ra nói về Chúa cho người khác. Cho nên có thể nói sau quá trình nhiều thập niên giảng dạy về thứ tinh lành thoải mái nhẹ nhàng, hội thánh của Chúa ở trên nước Mỹ này đã đào tạo hàng loạt những người tín đồ, những người cơ đốc nhân yếu như cọng bún. Nói thì hay lắm,
Nhưng mà đúng chuyện một cái là cụp đuôi chạy tuốt. Cả Matthew và Mary đều không biết rằng câu chuyện sẽ kết thúc, đó là Lazarus sẽ được sống lại. Mary coi cái chết là dấu chấm hết. Ngay cả Chúa Giêsu cũng không thể nào sửa chữa được điều đó. Nhưng Matthew thì đặt niềm tin của mình cùng với việc bà hiểu biết về lời của Đức Chúa Trời, rằng Chúa Giêsu luôn có thể làm điều gì đó nếu Chúa muốn. Chúng ta cần như Matthew để chúng ta có thể trải qua những đau khổ trong niềm hy vọng. Chúng ta còn một vài phút nữa, tôi xin mời anh chị em chúng ta suy nghĩ đến câu ngắn nhất của Kinh Thánh, Giăng chương 11 câu số 35. Tiếng Anh thì ngắn hơn nữa, Jesus wept, ba chữ. Tiếng Việt của chúng ta, Chúa Giêsu khóc, bốn chữ. Là câu ngắn nhất ở trong Kinh Thánh. Tại sao Đức Chúa Giêsu đứng ở bên mộ của Lazarus? Chúa biết trong một vài phút nữa Ngài sẽ gọi Lazarus sống lại, và Chúa khóc. Và đây là sứ điệp chúng ta cần nói cho mọi người. Chúa không phải là Đức Chúa Trời đem con bỏ chợ. Ngài liên lạc với chúng ta, Ngài rất gần chúng ta. Ngài ở gần những người có tấm lòng đau thương, Ngài ở gần những người kêu cầu Ngài. Ngài hiểu những điều chúng ta trải qua. Một trong những lý do Chúa Giêsu Ngài phải mặc lấy nhục thể làm người, để Ngài có thể cảm thông được với chúng ta tất cả những điều chúng ta trải qua. Đôi khi cái giây phút mà cái người thân thương của chúng ta qua đời, chúng ta có thể nghi ngờ rằng Chúa không quan tâm đến những gì đang xảy ra trên thế giới này. Chúng ta biết nó đúng, nhưng mà cảm xúc của chúng ta trong lúc đó, chúng ta cảm thấy như vậy. Dường như Chúa đang bận rộn làm chuyện ở sao quả, sao gì đó, ở đâu đó, lo chuyện của vũ trụ. Còn cái chuyện ngay trước mắt, cái chuyện gần với tâm lòng của con, người thân thương của con ở tại đây nè, dường như Chúa không quan tâm. Hoàn cảnh của con dường như Chúa không quan tâm. Không, anh chị em, cho tôi nói anh chị em hoàn toàn ngược lại. Lời của Chúa cho chúng ta biết rằng Chúa rất là quan tâm. Đức Chúa Trời hoàn toàn liên lạc với thế giới mà Ngài đã dựng nên. Lời của Chúa rằng Ngài dựng nên thế giới này và Ngài bảo tồn nó bằng lời của Ngài. Chúa buông tay ra không có sự bảo tồn của Ngài, tất cả chúng ta sẽ bay lơ lửng không còn sức hút của trái đất. Ngài bảo tồn tất cả. Bao nhiêu vì sao ở trên bầu trời của các tầng trời, chúng ta thấy rằng nó bay ào ạt như vậy mà không có nào đụng cái nào. Chúa Trời Ngài quan tâm, Ngài rất là gần. Chúa biết, Chúa quan tâm, Chúa hiểu. Và chúng ta biết điều này bởi vì Chúa Giêsu đã khóc. Chúa Giêsu bày tỏ chúng ta Ngài là người cha đứng để trông chờ cái đứa con của mình, nó đã bỏ nhà ra đi, chờ và đến khi thấy nó từ đằng xa, cha đã chạy sức dép, chạy mất đi cái tư cách của một người đàn ông má đông của mình, chạy ở giữa đường, không còn quan trọng nữa vì con của ta từ xa, tưởng đâu nó mất, bây giờ tìm được, nó chết mà bây giờ tìm, nó đã sống. Chạy ra hôn lấy con của mình, cái chuyện đó cũng là chuyện chúng ta thấy rằng đối với văn hóa của người A Đông của chúng ta, chuyện không thể chấp nhận. Đàn ông làm gì thương con thì để trong bụng thôi. Phải không em? Không phải. Đừng nghĩ như vậy. Mà con của chúng ta đang chết đói, chết khát tình yêu, mà đáng lý chúng phải được nghe từ nơi miệng của cha của mình. Chúa Giêsu bày tỏ Đức Chúa Trời yêu thương đến như vậy. Chúa hiểu thông điệp của Giáng sinh là Chúa là Emmanuel, Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Kinh Thánh cho chúng ta biết nhiều lần rằng Đức Chúa Giêsu đã trải qua những đau khổ, đau đớn, đau buồn mà tất cả nhân loại phải trải qua. Hebrew chương 4 câu 15 và câu 16, vì chúng ta không có một thầy tế lễ thượng phẩm chẳng có thể cảm thông sự yếu đuối của chúng ta, nhưng là một thầy tế lễ bị cám dỗ đủ mọi cách như chúng ta, song chẳng phạm tội. Vậy chúng ta hãy vững lòng đến gần ngôi ân điển, chúng ta hãy nói với những người đau khổ, những người mất mát, những người thân thương, đến gần Chúa. Hãy đến gần ngôi ân phước để nhận được sự thương xót và tìm được ân điển giúp đỡ cho chúng ta kịp thời. Chúa là Đức Chúa Trời nhân từ. Các tôn giáo khác, Satan đã tìm đủ một cách để nói đến một Đức Chúa Trời vô tâm, đấng dựng nên vũ trụ này rồi bỏ mặc cho chúng ta sinh tồn. Không, Ngài rất là gần, Ngài quan tâm đến độ bao nhiêu sợi tóc trên đầu của chúng ta, Chúa Ngài đã đếm rồi. Ngài biết tất cả một sợi tóc ở trên đầu chúng ta rớt xuống, Chúa Ngài cũng thấy nó nữa. Có nghĩa là mọi điều diễn biến ở trong cuộc đời của chúng ta, dù cái sợi tóc của chúng ta nhỏ xíu như vậy. Hình dung sáng nay các chị em đứng sấy tóc, bao nhiêu cọng tóc rớt xuống, Chúa thấy hết. Mày ngồi buồn buồn, quăng quăng quăng, bứt một cọng, Chúa cũng thấy cái điều đó. Bao nhiêu sợi tóc trên đầu chúng ta, Chúa Ngài đếm hết rồi. Chúa quan tâm đến chúng ta như vậy, Ngài biết rõ đời sống của chúng ta như vậy. Và Ngài rất là yêu thương chúng ta. Sao chúng ta biết?
Chúa Giêsu khóc. Chúa khóc vì sự ngăn cách, Chúa khóc vì sự chết có thể đem đến. Đức Chúa Giêsu khóc vì Đức Chúa Trời cảm thương chúng ta, Chúa thương xót chúng ta. Cái từ cảm thương ở trong tiếng Anh bắt nguồn từ tiếng Hy Lạp có nghĩa là đau khổ. Từ cảm thông chúng ta có từ tiếng Latin cũng có nghĩa là cùng chịu đựng, cùng với, có nghĩa là Chúa Ngài cùng khổ với chúng ta. Ngài cùng đau đớn với chúng ta vì Ngài rất là quan tâm, Ngài yêu thương chúng ta. Cảm ơn Chúa. Tại Gethsemane, Chúa Giêsu đã trải qua thực tế đầy đủ của viễn cảnh của đau đớn, thống khổ và sự chết như bất kỳ con người nào. Và thậm chí Chúa đã trải qua sự chết cho chúng ta. Ê-sai 53 câu 3 câu 4, người đã bị người ta khinh dễ và chối bỏ, từng trải sự đau khổ, biết sự đau ớn, bị khinh như kẻ mà người ta che mặt chẳng thèm xem, chúng ta cũng chẳng coi người ra gì. Thật, người đã mang sự đau ớn của chúng ta, đã gánh nỗi đau khổ của chúng ta, mà chúng ta lại tưởng rằng người đã bị Đức Chúa Trời đánh đập và làm cho khốn khổ. Khi tôi có đứa con đầu tiên, người Việt của chúng ta có câu là sinh con rồi mới sinh cha. Mình không biết được tấm lòng của người cha như thế nào cho đến khi mình có con. Tôi nghe có một người nói đúng rồi. Đúng không quý vị? Có điều gì đó xảy ra rất sâu ở trong tấm lòng của Chúa Cha. Khi Đức Giêsu chịu đau đớn trên thập tự giá, khi Ngài chịu trận đòn chí tử, khi Ngài bị đánh đập, bị bứt rau, bị phun nước bọt, Chúa Cha thấy hết tất cả điều đó. Để Ngài yêu thương chúng ta, để chúng ta được chữa lành, Chúa Giêsu phải trải qua sự đau đớn đó. Tấm lòng của một người cha khi chúng ta thấy con của mình mà trải qua như vậy, nó như là xé toạc cái trái tim của mình. Chúa nhìn thấy Chúa con trong sự vâng lời trải qua điều đó. Khi bị những tạo vật mà Ngài dựng lên đánh đập hành hạ Ngài, bịt mắt Ngài lại, tát vào má của Ngài và nói: tiên tri đi, ai vừa mới đánh ngươi? Ngài quan sát và thấy Chúa Giêsu bị căng tay ra, đóng đinh vào ở trong thập tự giá, tay và chân của Ngài. Tôi có thể hình dung cảm xúc của Đức Chúa Cha trong lúc bây giờ. Ngài yêu chúng ta vô cùng. Sao chúng ta biết vì Chúa Giêsu khóc? Đức Chúa Trời là Cha biết thế nào tăng quyến bị chia lìa khỏi con một yêu dấu của Ngài. Ngài biết nỗi đau đớn của chúng ta. Ở trong một chừng mực, Đức Chúa Trời đã bỏ rơi Đức Chúa Trời và mâu thuẫn với chính Ngài, vì chính Ngài trong thân xác của người. Vì Chúa Cha ngoảnh mặt đánh độ, Ngài phải kêu lên: Eli, Eli, lama sabachthani, Đức Chúa Trời tôi, Đức Chúa Trời tôi, sao Ngài lìa bỏ tôi? Tấm lòng của Chúa Cha yêu thương chúng ta đến độ Chúa trải qua tất cả điều đó. Chúa hiểu. Sự nhập thể của Gethsemane và Golgotha, thập tự giá và ngôi mộ trống là niềm an ủi duy nhất của chúng ta. Câu trả lời duy nhất cho tất cả những câu hỏi không thể trả lời được của chúng ta là chúng ta biết rằng Chúa đang từng trải sự đau khổ với chúng ta. Anh chị em, đó là điều mà tôi đã nêm được. Tất cả những sự hiểu biết về thần học vân vân, tất cả những điều đó nó bị lắng đi trong giữa cái khung cảnh mất mát đó. Sự hiện diện của Chúa và nhận biết rằng Chúa Giêsu khóc, Chúa Cha ở rất gần chúng ta và Ngài cũng trải qua sự đau khổ với chúng ta, Ngài cũng chịu khổ với chúng ta. Khi chúng ta hiểu điều đó sẽ giúp đỡ cho chúng ta. Anh chị em, khi có những sự chống đối, những bắt bớ, những sự khó khăn, những lời ra tiếng vào của người này người kia, điều mà vợ chồng chúng tôi nhìn nhau và nói rằng người trong thời đó đãi Chúa Giêsu tệ hơn người thời hôm nay đãi chúng ta. Mà tôi tới thì không hơn chủ, vì nó làm cho chúng tôi được khích lệ
lau nước mắt, đứng dậy và nói rằng: con đường mà thầy của chúng ta đã đi, gọi chúng ta kể mình chết con người bản ngã của mình, phát thập tự giá đi theo Chúa mỗi ngày. Sự nhận biết rằng Chúa đau khổ với chúng ta, Ngài ở rất là gần chúng ta trong hoàn cảnh của chúng ta. Tại sao chúng ta biết? Vì Chúa Giêsu không. Mà dù chỉ trong một vài phút Chúa gọi Lazarus hay ra, thì người chết 4 ngày đã bước ra. Nhưng mà trước khi Chúa Ngài gọi người chết sống lại, Chúa hiểu, Chúa cảm thông cái cảm giác mất mát mà chúng ta trải qua, cô đơn mà chúng ta trải qua, cảm thấy như Đức Chúa Trời bỏ mà chúng ta trải qua. Ngài ở rất gần chúng ta. Cảm ơn Chúa. Xin cho Ngài ban ơn để chúng ta nhận biết lẽ thật này và chúng ta nói cho những người đang đau khổ. Có Chúa trong đời sống chúng ta sẽ vượt qua được tất cả. Có Chúa thêm sức và sự cảm thông của Ngài, chúng ta biết rằng có một đấng vĩ đại biết hết tất cả mọi sự, lại quan tâm và biết cảm thông chúng ta một cách lạ lùng như vậy, sẽ an ủi chúng ta và khiến chúng ta có thể vượt qua được. Và nhất là khi chúng ta tiếp nhận Chúa làm cứu Chúa đời sống, chúng ta sẽ được sự sống đời đời. Cảm ơn Chúa. Và xin Chúa ban ơn thì chúng ta hết thảy nhận những lẽ thật này cho chính mình và đi và nói cho những người mà chúng ta cầu nguyện, xin Chúa Thánh Linh nhắc cho chúng ta biết có ai đó trong những người trong mối quan hệ của chúng ta, họ đang trải qua sự đau khổ, họ đang rất là cô đơn, họ đang rất là buồn khổ. Hãy báo cho họ tin vui, niềm hy vọng mà chúng ta có được ở trong Đức Chúa Jesus Christ. Xin ta cùng đứng lên và chúng ta cầu nguyện. Quý thính giả xem, nhớ bấm đăng ký kênh và nhấn rung chuông để không bỏ lỡ videos mới nhất ra hàng ngày. Xin cảm ơn.